Hands for Hope education program exists to help eradicate poverty through creating free access to education for smart and underprivileged children who cannot afford to go to school due to financial hardship. The program empowers an orphan becoming a teacher, a poor child who used to tend oxen becoming a doctor. Cách đây khoảng 10 năm, khi lúc đó tôi còn học lớp 7, thì những lúc mà chưa nắng như thế này, sau khi trăng nhỏ chú bò của mình, thì tôi thường ngồi dưới gốc cây và bắt đầu những giấc mơ xuất hiện trong đầu. Thì ngày đó, giấc mơ trở thành bác sĩ là giấc mơ lớn nhất trong đầu của tôi. Lúc đó giấc mơ rất là xa vời, nhưng bây giờ tôi chỉ còn cách giấc mơ khoảng 2 năm. Hồi học 12 á, mình ước mơ là mình có thể thi đậu vào một trường đại học nào đó. Và rồi ước mơ đó cũng trở thành hiện thực khi biết mình đậu được hai trường đại học. Lúc đó thì gia đình và mình cũng vui lắm. Nhưng bên cạnh đó thì ba mẹ mình cũng có một nỗi buồn nào đó trong lòng. Vui không biết sau này con mình sẽ ra thế nào. Vui không biết lấy tiền đâu bây giờ để có thể cho con đi học. Sontin is in his fourth year at Medical and Pharmaceutical University in Saigon, Đại học Y Dược, while Trung is in his fifth and final year of medicine at a Medical and Economic University of Huế, Đại học Kinh tế và Y khoa. Out of university, they practice at busy local hospitals. In one of Trung's letters to Hands for Hope, Trung wrote, "As a doctor-to-be, I know that I don't just study very hard so I can become a good doctor and save lives, but I must also have a heart of kindness and compassion for the unwell, the people in need." Xuân Tiên á, thì khi trong cái quá trình đi học ở đây á, thì rất siêng năng và chịu khó học hỏi ở các cái đàn anh đi trước. Thì ngoài cái chuyện mà chuyên môn thì Xuân Tiên là một cái sinh viên tháo vát, chịu khó trong cái việc mà giúp đỡ bệnh nhân và thân nhân của người nhà. We offer our students not just financial support, but unconditional love. Give and not expect in return. And Trung does what he said in his letter. In his spare time, Trung makes bicycle trips to visit nursing homes in the remote areas of Hue, where he studies. He gives them gifts from donated goods and spend the day to conduct simple health checks and shares his love and compassion for the unwell elderly. Em rất vui, rất phấn khích khi được tới đây là thăm các cụ, được trò chuyện với các cụ làm cho các cụ là vui hơn, cảm thấy ít cô đơn hơn, khám cho các cụ một vài bệnh tật gọi là những bệnh thông thường, để tư vấn và giúp đỡ cho các cụ được phần nào thì em cảm thấy nó có ý nghĩa thật lớn lao, và em cũng mong nhiều được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người đến với các cụ. They come from rural Vietnam, and to survive in the expensive Saigon and Hue cities, they cannot rely on their parents' support alone. Hands for Hope scholarship of 5 million dong a year, 250 Aussie dollars, is barely enough to pay their uni fees. Outside of uni, Tin and Trung provide private tutoring to earn extra cash. They share accommodation with two other students in a small room,
They do their homework in the tiny bedroom, cook their own simple meals. Once a year, they catch a night bus home to see their families. This is usually the best time of the year for them. Yeah, nhóm HIPHOP bắt đầu hỗ trợ chị em từ năm lớp 11, tức là từ lúc em học phổ thông. Rồi. Thì có một cái cơ duyên đó là giai đoạn rất là khó khăn và quan trọng. Có thể nói là nó ảnh hưởng cái tới việc em sẽ vào trường y. Bởi vì khi đó là em học trường chuyên, một trường rất là nổi tiếng của tỉnh. Nhưng mà do gia đình khó khăn cho nên là em phải chuyển về tỉnh, em nghĩ là chuyển về quê học. Nhưng mà sau đó thì em may mắn gặp nhóm HIPHOP tạo một động lực cho em tiếp tục ở trường. Và sau đó là vào nhà này. Và có lẽ nếu mà em không ở lại trường chuyên thì có lẽ em sẽ không tham gia được. Không có cái cơ hội để học ngành y đúng không? Nhóm đối với em là một cái nguồn động lực về vật chất và tinh thần, đặc biệt là tinh thần. Nó giúp em khi mà ra ngoài đời sống xã hội biết có tình cái quan tâm, biết quan tâm đến những người khác hơn, quan tâm đặc biệt hơn. Và đặc biệt là khi mà em đi khám bệnh nhau. Cũng trôi qua khi với được sự giúp đỡ của nhóm góp một bàn tay, mình có thể trụ được đến thời điểm hiện tại. Bây giờ mình cũng ước mơ một giấc mơ và là nhỏ thôi, là có thể thi được vào và thi đậu muốn học nội trú lên nội trú sáng. Khó khăn nhưng vẫn cố tâm, quyết tâm tạo mọi điều kiện đỡ cho Kiên đi học hành cho nó hoàn thành. Trong đó nhờ sự đóng góp của nhóm góp một bàn tay, cho nên là đã có đấy là tinh thần đỡ ủng hộ, đỡ cho Kiên được tội nguyện được theo cái ý muốn của ước mơ, trở thành một người tài người giỏi trong gia đình và xã hội. Chồng tôi sinh ra được 3 đứa con với lại một mẹ già, như sơn 80 tuổi, gia đình cũng khó khăn, ước mơ cho các con đi học thôi, để tương lai của nó. Tôi cố gắng đưa các con nó đến mạng phổ thông, đây ước mơ cũng đã được thành đạt. Con nó chưa thành đạt nhiều lắm nhưng mà nó đòi đại học thì gia đình rất mừng, cũng lo âu, gia đình cũng có tiền. Để mà lo cái con hành học như thế nào đây, cũng nhờ hậu với lại bà con trợ giúp giúp đỡ cho gia đình, tạo động lực điều kiện cho gia đình cố gắng để cho các con hành học đi thành gia đình thành thật. Rất là cảm ơn hậu, nhờ các hậu giúp đỡ cho